O kurt. Gao. Từ từ. O. Xin chào. Mình là Trung Lạc của Hàn Quốc Bros. Chúng em đến đá không đường. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ reaction về U23 của Việt Nam và Thái Lan. Mình nghe nói Việt Nam thắng rồi. Và thế thì U23 thì trong Đông Nam Á Việt Nam là số 1 nha. Chúc mừng, rất là chúc mừng, thật sự chúc mừng. Nghe nói ở Campuchia và rất nhiều khó khăn bởi vì đã bị dịch Covid. Có nhiều người bị Covid thì cái sức khỏe bóng đá Việt Nam không phải là 100% mà là chỉ giống như kiểu 60, 80 kiểu vậy. Nhưng mà mặc dù rất là khó khăn mà kết quả là số 1 nha. Thì hôm nay mình sẽ reaction về highlight của bóng đá trận đấu bóng đá Việt Nam và Thái Lan nhé. Bắt đầu. Dạ, bắt đầu. Kick off. Đông Nam Á. Dạ. Tấn công của Thái Lan. Không tiếc gì cả. Không nguyên gì cả. Đúng rồi. Ô, không phải offside à? Ô. Cả hai thủ môn đều đã phải xuất tường để đá lệch phải trên hàng công của Thái Lan số 19 khá xa khỏi khu cấm địa. Cơ hội nguy hiểm dành cho Thái Lan. Cơ hội tốt mà ngồi tấn công không dễ lắm. Nhìn thấy thật trẻ, rất trẻ. Rồi, ok. Pass. Good. Tấn công của Việt Nam. Vẫn là những tình huống xử lý rất bình tĩnh. Tuấn Tài. Số 21. Cross. Heading. À. Tiếc. Đánh đầu là của Võ Nguyên Hoàng, rất đáng tiếc. Tất cả cầu thủ mình thấy rất trẻ. Đưa bóng dọc biên. Từng lại của Việt Nam. Số 9. À. Hai y mồm sao mà jom yakhande. Khá nguy hiểm. Khá nguy hiểm, nguy hiểm. Ô, thật nguy hiểm. Ok, rồi. An toàn. An toàn. Ok, cross. Tấn công của Thái Lan. Ô, pass tốt. Subiga jom. Defense của Việt Nam. Ô, ô. May mắn. Các cầu thủ U23 Thái Lan. Một quyết định dứt điểm từ xa. Ôi giời, cái này thì giỏi. Của Thái Lan mà giỏi. Chấp nhận. Nhịp nhàng và hợp lý. Bây giờ là xung quanh vòng phía trái. Dứt điểm kỹ thuật. Ồ, nhưng mà Việt Nam tại sao cứ bắt đầu từ bên trái nhỉ? Ok. Rồi. Anh Việt. Từ từ, từ từ. Từ từ. Oh. Anh nói rồi mà. Từ từ. Bóng đã được đưa vào lưới. Không thể tuyệt vời hơn với bàn thắng vào lúc này. Wow, cái này. Bàn toàn đã có một pha bật cao nhảy lên tranh chấp. Rất bất ngờ. Cú đánh đầu của anh đã rơi vào góc khó nhất. Ôi giời, nó ngược với hướng di chuyển của thủ thành Nam. Dạ. Trẻ quá. Tươi. Cú đá tươi nguy hiểm. Quyết định dứt điểm rất táo bạo đến từ số 9 bên phía U23 Việt Nam. Narongsak một lần nữa. Số 9. Những cú đá shooting rất tốt. Và xử lý là của Thái Lan. Thái Lan. Thái Lan. À. Bóng đã đi hết cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức. Văn Cường. Chờ từ từ. Đây là Văn Cường. Từ từ. Pass. Ô. Cú sút bóng không vào. Hãy cùng xem lại tình huống quay chậm này. Pass. Bóng đã chạm vào đầu trung vệ số 6 bên phía ngoài bàn tiếc. Và rơi vào xà ngang. Chờ. À, dễ dễ. Dễ lắm. Hay quá. Có vẻ như là chân của Tuấn Hưng đã bị đập vào cột. Dễ. Đúng rồi. Bao nhỏ. Ồ.
Satawas. Ok, ô yo. Vẫn rất lăn xả. Tới xong. Không có gì cả, không có gì cả. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. U23 Việt Nam chính thức trở thành nhà vô địch. Dạ. Người giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Người caster. Người giải thích rất là hứng thú. Vượt qua Covid để lên ngôi tại giải đấu năm nay. Một chiến thắng không thể đẹp và xứng đáng hơn của thầy trò. Đúng rồi. Giỏi mà. Chúc mừng nha các bạn ơi, chúc mừng Việt Nam vô địch. Thật sự rất giỏi. Lúc này. Đây là bắt cơ. Pass rất hay. Dạ, cái này thì rất là tốt, thật tốt. Nhưng mà mình thấy U23 rất giỏi. U23 lớn lên thì chắc chắn là bóng đá Việt Nam sẽ mạnh hơn. Ok, hôm nay mình đã reaction về U23 Việt Nam. Rất là chúc mừng Việt Nam vô địch nhá. Nếu mà có trận đấu rất là hay, không phải là bóng đá thôi, cái sports thể thao khác cũng là ok nhá. Hãy cho mình viết comment nhiều nhá. Cảm ơn các bạn, mình là Trung Lạc của những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt, chúc mừng nhá.